Quý khán giả yêu thích bộ phim Giấc mơ của mẹ, hãy nhanh tay cùng cô Anh đề cử cho bộ phim Giấc mơ của mẹ là bộ phim truyền hình được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng 2022 nhé. Cách thức đề cử vô cùng đơn giản. Các bạn hãy làm theo hướng dẫn sau nhé. Bước 1, truy cập vào trang web maivàng.nld.com.vn, vào mục phiếu đề cử và điền thông tin theo yêu cầu. Bước 2, chọn hạng mục phim truyền hình được yêu thích nhất, điền tên phim Giấc mơ của mẹ và bấm gửi phiếu đề cử. Bước 3, soạn tin nhắn trên điện thoại theo cú pháp Mai Vàng, viết liền không dấu và gửi đến số 8100. Mức phí của mỗi tin nhắn là 1.500 đồng. Cảm ơn quý khán giả luôn yêu thích bộ phim Giấc mơ của mẹ. Rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và dành tình cảm yêu mến cho bộ phim Giấc mơ của mẹ. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy nhanh tay đề cử cho Giấc mơ của mẹ tại giải Mai Vàng 2022 ngay ngày hôm nay nhé. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VieON.